tiền không? Tiền gì? Thế mẹ vay ít nào chưa? Mấy hôm nữa. Với biển mẹ chẳng có tiền. Không biển làm chẳng có tiền. Thế mẹ vay ít nha. Bao nhiêu? Ê, bà em về bà bà ngoại đây. Về bà ngoại không? Về bà ngoại, về bà nội. Hả? Ông về rồi. Về rồi. Về rồi. Thế bà để cái vầy bà bà rơi nhanh. Không được đâu. Bà ngoại về rồi. Về bà ngoại à? Không. Về bà ngoại à? Sao vất vậy? Bye bye. Con về bà ngoại không? Về bà ngoại không? Về ông bà không hay là về bà nội? Hả? Về ai? Về với ai? Về nội. Về nội nhá. Đây này kẹo này, đầy kẹo trong túi này. Về bà ngoại hay về bà nội? Cho bố cửa. Về bà ngoại bà nội. Ô, bà kéo khá lên rồi. Hả? Bà về bà ngoại đi. Về bà ngoại đi. Đưa cho về bà ngoại đi. Ủa cái gì đâu mà. Thôi đi cho bà về. Này, bà cho nó về trên đấy đi. Cho nó về trên đấy đi. Về trên đấy đi bà đi. Nhà bố. Về bố hay về bà nội? Ăn tôm. Ở nhà đi ăn tôm. Bye bye bà. Bye bye bà. Bye bye bà đi. Hôn gió bà cái. Có kẹo gì theo. Kẹo vứt vào trong ba lô từ hôm nọ ai nhon bỏ ở đấy. Thế tối nay con ngủ với ai? Đâu, chưa biết đâu, chưa rồi, thì con ngủ với ai? Xuống bà nội nhá. Ngủ với bà nào? Bà nội. Trời ơi, ngủ bà nội. Bố. Bố Cường à? Nè, bố Cường à? Đi mua chân gà đi. À, đi mua chân gà, mua chân gà cho bà ăn với. Chân gà, TikTok. Nào đến ăn, cho nó ăn nè. Chân gà thôi, mua chân gà thôi. Không có tiền mua sữa, không có tiền cháu. Thì cứ nên cho con ngủ vào đây, đi ngủ như thế này. Tiền không? Tiền gì? Mẹ vay ít nào chưa? Mấy hôm nữa. Với biển mẹ chẳng có tiền. Biển này. Trong biển làm chẳng có tiền. Thôi vay ít nha. Bao nhiêu? Tỷ hay bao nhiêu? Giống 1 tỷ á? Cho vay tao vay 1 tỷ thật á? Ủa cho tao vay nhiều tiền đâu tao giả? Thôi cho vay mấy chục triệu thôi, cưới xong giả. Mấy chục triệu? Có ít cho vay ít, có nhiều cho vay nhiều. Cưới xong giả? Bao giờ bơm tiền cho mẹ? Mấy hôm nữa, 3 tuần. 3 tuần tiền. Có toàn hôm qua từ tuổi qua năm cưới còn được khỏi. Lương gì? Nhớ nhá. Này. Ai mà có mơ ít nào thích mời đi mời cho mẹ về. Con hả? Ở trên Phú Sơn hay là một anh ấy mời. Mời nhà anh. Mời đằng nội trên ông bà. Anh mời chứ. Mời anh ấy mời. Nhá. Anh ấy mời nhá. Anh nhá. Đi mời cho mẹ nhá. Tối nay ngủ như đấy luôn đi. Cái gì? Nó ngủ trên đấy để mày nhà đấy ta mau à? Nhà nó ngủ. Ai mà nó ngủ trên đấy tối? Bên ngày nó đi mời, bây giờ tối rồi bụng bầu mời cái gì? Ngủ như thế hôm đi chứ hả? Ừ. Gì? Chúng ta cho đi khám em bé đi. Để ta xem em bé to hay bé. Ta đi xuống mà không? Xuống mà không? Nó chỉ như cái bút xuống thôi. Xuống mà không? Như cái bút thôi. Nào, xuống mà không? Xuống bà nội không? Hay là ở bố? Ở bố. Hả? Bố. Ngủ đêm bữa khác. Con ngủ với ai? Bố. Con ngủ với ai? Bố. Con ngủ với ai? Con ngủ với ai? Nào, ngủ với ai nào? Bà bé con nào? Bé lượn đi. Không theo thôi. Lượn đi. Không theo thôi đi. Thôi thôi, bà về đi. Nó không theo thế nào gì? Bà về đi. Vậy con ngủ với ai? Bà nội à? Nay không theo bà ngoại à? Tối con ngủ với ai? Nói đi. Bà nội, thấy chưa? Bà nội giá trị chưa? Tối về với mẹ em. Bố mẹ không? Không được nghịch như vậy. Xuống bà tắm nhé. Tay vào mồm run. Con run vào tay này. Tôi vào mồm nó bẩn hết mồm đây rồi. Ôi, con này rồi. Ôi. Run kìa. Cái này lại với mẹ đi. Lại mẹ đi. Bé mẹ đi. Đi lại mẹ. Run vào tay. Này, giả đấy bà đi về đây. Thấy chim lần nào chưa? Chưa. Dấu chim mà không cho thề vậy à? Quay lưng lại à? Chưa cho thấy chim lần nào? Chưa. Lần trước đi tám thì đỏ được cân rồi, lần này được. Sao được con cân? Sao bé ơi được con cân vậy? Sao bé vậy? Chứ được cân thì thấy vậy rồi. Thấy rồi thì sao bé quá phải ăn uống vào chứ sao lại được cân vậy? Bác sĩ là lo là một cân thôi, vậy hỏng bác sĩ chết rồi ơi. Thôi cái này bá tâm thì mẹ điện được. À. Kìa, Cường đi mất rồi. Thôi, bố Cường đưa tô cho bố Cường nhà. Cường đưa tô rồi chứ nên. Cường đi ăn tôi rồi ra sân. Bố vào nhà gì? Bố vào nhà mẹ à với bà.
ô tô thì kia, tôi nhặt ăn kẹo kia ô tô rồi. Theo không? Theo không? Theo bố không? Hai nhà bà. Theo bố không? Hả? Theo bố không? Nhà bà nhá, bố đưa mẹ đi khám nhá. Vâng. Vâng ạ đi. Chào anh. Đứng đây. Đi khám xem thấy chim chưa? Kìa anh đi kìa. Đi về có nước ăn cơm, nấu cơm chưa? Hả? Nấu cơm chưa? Hả? Làm sao? Bố đi đâu? Thôi, bố cứ xuống bà nhé. Xuống bà nhá. Cho thằng đấy đi nhá. Cho em lấy nhá. Hả? Cố đoán á. Cố đoán nhá. Cố tưởng đoán nhá. Hả? Cái này gì? Hẹn nó đổi về thì cho về, không có cho nó ngủ đấy. Hả? Đi đi bố. Đi làm gì? Bố đưa mẹ đi khám đi làm gì? Đây. Bố đưa mẹ đi khám đi làm gì? Hả? Đi làm gì? Có đi được không? Hả? Đi được đi. Mẹ đi dép nhá. Không đi dép vào, xuống đi đất. Đi đâu mà đi dép, con bé. Bé này, mày cho vợ đi khám nên rồi xuống nhà người ta, nó cũng phải dựng xuống đất đi. Bé nó làm xe nó đem được gì, nghe mày bé mãi. Không, đi dép vào. Con dép ở nhà bà đi, bố đưa mẹ đi khám. Bà cho xuống bà à? Ô tô rồi, giá trị về đấy. Ê, rồi. Ô tô giá trị đấy bà bé. Đi xuống bà à? Đi lên nào. Con thế. Ăn đi nào thôi đi. Ơi bà. Cháu yêu bà lắm. Cái này bà có bút này, có giấy viết này, đi xuống vẽ không? Về bà tắm cho. Đây bà tắm cho nào. Đúng không? Tắm xong có bà cho ăn xong bố bà bé lên nào. Bà tắm cho ăn xong bố bé lên như thế nào? Đi lên. Thôi lên rồi, thôi đi. Đi khám đi. Khoan cái giấy siêu âm ở cho mẹ nhá. À, tao đi khám đi, tao đây tao nấu cơm với hai đứa chị ở đây. Các bình thường nghe, tao nấu cơm cho mày phải không ăn? Lâu lắm ăn cơm mẹ nấu hả? Đi đây. Vậy đi theo thật à? Thôi bye bye đi nhá. Hả? Làm sao? Là đi đỡ bốc. À, bốc đi tìm, bốc xuống á? Bốc đi tìm thì đỡ bốc xuống bà á? Ơ đi tiêm đi. Ơ đi. Ơ. Cứ tiêm được đúng bà, nó bà đi về đây. Rửa nó về, đi về đi. Vâng, đi nhà cho nó đi.